Hello, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của Sĩ Kẹo nhá. Và như ở cái video lần trước thì các bạn đều biết rằng ấy là hiện tại là cái tình trạng sức khỏe của Sĩ Kẹo không được ổn cho lắm ấy. Oh no. Nên là trong cái khoảng thời gian sắp tới mình sẽ là người đảm nhận cái kênh Sĩ Kẹo này và làm video cho mọi người coi. Hy vọng rằng là trong cái khoảng thời gian sắp tới tất cả các fan của Sĩ Kẹo ấy đều có thể là ủng hộ mình cũng như cái cách mà các bạn là ủng hộ Sĩ Kẹo là trong cái thời gian vừa qua các bạn nhá, để có thể là không phụ lòng của Sĩ Kẹo. Thì ở cái video này là chúng ta sẽ tiếp tục là có được cái bộ đồ người nhẹ như bình thường em ạ. Ấy à, bên này là có tiểu liên vẽ này, có cả M1873 luôn. À, địch này, à, ông này đấm tay tôi là vãi cả trưởng luôn. Vãi cả trưởng luôn, định làm cái gì đấy? Em thấy cái gì chưa? Thằng này nó định vác cái khẩu súng M1873 nó định vã thẳng vào đầu mình. Nhưng mà đâu có cửa đâu, gặp tôi như kiểu là bố ông rồi. Ông làm sao ông chơi được tôi, đúng không? Điều chơi tôi như kiểu là chơi bố ông thế. Mà con chơi bố là không có được đâu nhá, con nhá. Ok nhá, bây giờ chúng ta dâng thẳng lên phía đằng trên luôn. Tưởng chơi tôi mà dễ à? Bên trên này tôi để ý là có tiếng súng này. Đó. Nào, check thử phía bên trên này xem có người hay không em nhá. Nào, tia thử ở phía bên này coi. Nói chung là nếu mà các bạn mà muốn có được cái vị trí tốt nhất ấy thì các bạn chỉ có lên trên đồi thôi. À, đây rồi. Vừa nói cái là chưa gì một con bò lạc đang chạy ngoài đồng kìa em ơi. Gọi là gông cổ lại nhốt nó vô chuồng thôi, chứ để nó chạy lạc như thế này là không được rồi. Và có vẻ như thằng này đang lên cái căn nhà lờ ngay trước mắt mình anh em ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhảy xuống phía dưới cái căn nhà lờ này và check thử bên trong xem thằng này đang làm gì ở bên trong nhá. À, hay là ông ấy đang đi lặng ở bên trong nhỉ? Thấy không thấy có động tĩnh gì cả. Nào ra đây. À, vãi cả trưởng. Ôi giời ơi. Nó chơi tôi nhưng mà không có cửa. May mà quả đấy là tôi nhanh tay nhanh hơn áo thì bật ngay tính năng C7, không là quả đấy là mình đã là người làm đất rồi anh em ạ. Sợ vãi đái ra luôn đấy, tí nữa thì té ra máu. Ok, nào check thử bên trong căn nhà xem nào. Đó là thủ liên này, ok luôn anh em ạ. Là check thử bên trong căn nhà, những căn nhà xanh cây ở bên trong nhá. Nói chung là trong cái phiên bản này thì cái máy bán hàng tự động chúng ta đã quay trở về rồi anh em ạ. Nghĩa là trong cái máy bán hàng này chúng ta sẽ có được rất là nhiều trang bị. Đấy, thứ nhất là bom keo, lựu đạn này, giáp này, mũ này, hay là thậm chí cả súng trường, các thứ là cũng có hết. Và cái vận dụng mà mình cảm thấy là rất là ưng ý nhất ấy là chỉ có cái mini drone thôi anh em ạ. Đây là một cái trang bị không thể thiếu trong game của chúng ta. Bò lạc này em ơi, vút vào đầu đó, anh ra đâu. Đau quá bạn ơi, trời ơi. Thằng này nó cứ nhảy lên nhảy xuống ở hơi khó vứt đầu anh em ạ. Nhưng thôi không sao, nói chung là với cái khẩu súng trường AK ấy, nếu mà muốn vứt đầu dễ thì anh em phải trang bị cho mình cái tay súng 3. Vừa nói cá là hộp xác ông lại có liền luôn, hiểu ý tôi đấy không ạ. Nào được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến ra cái khu vực khác thôi anh em nhá. Nói chung là quanh cái khu này thì có vẻ là khá là vắng vẻ ấy, nên chúng ta tiến thẳng lên cái khu vực cổng trời xem sao. Ủa, khu này công nhận là không có bóng người luôn em ạ. Vắng tanh vắng ngắt luôn. Như kiểu là đây 30 Tết các bạn mùng kiểu mùng 1, mùng 2 thứ ấy. Thì ra mày chọn cái chết rồi. Đây rồi, rồi ôi. Tự nhiên ra chợ chiến bắt được một cái con bò lạc. Thế là lại phải làm thịt bò kinh mê quỷ em ạ. Dưới này vừa đấy thấy có thằng nào nó nổ súng em ạ. Thấy có quả keo nhưng thôi kệ đi, cứ lút xác ngoài trước cái đã. Đó, và sau khi đã gọi là triển khai trong cái hòm xác, hôm nay ta sẽ tiến ra cái khu vực khác coi anh em nhá. Nào, chúng ta cắt bách trở lại khu cục trời. Nói chung là mình có một cái linh cảm đấy, khả năng cao là quanh khu cục trời sẽ có người. Đấy, tôi vừa thấy nói cái là chứ gì một con bò lạc nó chạy ngoài đồng kìa. Lại chạy này, trời ơi. Hôm nay là tôi làm thịt bò hơi nhiều anh em ạ. Em nào gọi là rảnh dư giả thời gian là quay ra nhà tôi gọi là ra ăn thịt bò kinh BBQ, gọi là tôi bà mời anh em nhá. Không phải mất tiền đâu anh em ạ. Ok, bông keo này, quá là ngon luôn. Úi giời, có thằng thanh à, trang bị luôn chứ gì nữa. Giờ thiếu mỗi cái scope 4x thôi. Thì đấy, nãy giờ là chúng ta cũng gọi là đi lại được một vòng rồi mà méo thế thằng nào luôn. Thế là chúng ta lại quay trở về cái khu vực cũ thôi. Nói là cái khu vực cũ thì nó không đúng. Thực ra là lần này là tôi là quay ra cái khu vực có thính đấy. Đấy, những cái khu vực nào mà các bạn thấy thiếu người đấy là chỉ có tiến ra những khu vực có thính thôi. Sớm mai muộn là bắt được vài con nữa anh em ạ. Này, bên này có một thính này. Từ trước mắt là chúng ta sẽ check từ bên trong một thính này nhá. À, có nỏ à? Nỏ thì khỏi đi. Tôi thích sử dụng cái trang bị dao găm kia hơn. Dao găm kia phi phê vãi trưởng anh em ạ. Mặc dù là phi là bách phát là bách hượt. Đấy, anh em phải biết một điều đấy. Nhưng mà không sao, mình vẫn thích sử dụng cơ. Mình sẽ sử dụng cái máy quét mini drone để xem, check thử xem quanh khu này có người hay không em nhá. Ôi, trời ơi, em thấy gì chưa? Em biết cái lý do tại sao mình thích cái trang bị mini drone chưa? Quét một phát là ra hai thằng luôn. Một thằng bên trái đang lên xe kìa, một thằng thì đang ở trên nhà. Má nhà nó. Ui giời, nào, ông định chơi tôi à? Nào, lo cái đầu ông ra. Lo cái đầu của ông ra. Trời ơi. Lên thính đèn. Ok ông ơi, ông tưởng chơi tôi mà dễ à? Vẫn còn một thằng nữa ở quanh cái khu vực này anh em ạ. Ngay phía sau mông mình thôi. Nào. Đâu rồi? Ông định bắn vào mông tôi à? Định đánh mông tôi à? Không có được đâu sói à? Ai à, đâu. Mà sao chứ gì đã vào phía sau rồi? Nhanh vậy. Nào, rồi ôi, tôi thấy cái đầu ông gọi là lấp ló ở phía sau cái gọi là cái bức tường kia rồi nhá. Không phải trốn đâu. Trốn vừa thôi, trốn kỹ như vậy thì tôi chơi làm sao được ông ơi? Cứ bình tĩnh nào, sao phải xoắn thế nhỉ? Đâu rồi? Người đâu rồi?
Ông có giỏi thì ông lòi cái mặt của ông ra đây. Chắc là lại chạy lên phía trên rồi anh em ơi. Thế thì câu lưu đại phía trên nhá. Lão từ từ. Ô, chết chết chết. Nhầm đồ. Câu quả liệu này. Úi giời, cái UAV lớn à. UAV mẹ nó quét qua thêm một thanh niên nữa anh em ạ. Thế là quanh cái khu này là có hai thanh niên lên phía trên luôn. Nào, mày là bừa ấy. Trời ơi. Cũng biết cái lợi thế của ông với cả của tôi khác nhau là cái gì không? Làm tôi có tính năng của cái CR7, còn ông thì không có đâu ông nhá, ông hiểu không? Đây là cái điểm khác biệt đấy. Úi dồi ôi, phía dưới này còn một thanh niên nữa này em ơi. Giờ qua kiếm xe và xử nốt thanh niên kia thôi chứ còn gì nữa. Chần chừ làm cái gì? Úi dồi, ở xa thế nhỉ? Em không xa, may mà có con xe này. Em nhìn thấy con xe này còn máu này. Hoặc là cầm súng lục hay cầm dao găm phi một phát là nổ con xe này luôn anh em ạ. Nên đi cẩn thận. Mấy gốc cây này của người nhá, xuống xe đấy rồi. Thấy chú rồi. Ơ, làm gì ấy? Không bắn tôi à? Bắn đi bạn ơi. Rồi mù mắt. Sorry anh em, mù mắt rồi. Nào. Ra đây, tôi không làm quả mù mắt nữa đâu. Không làm quả mù mắt nữa thôi. Ơi trời ơi, sao thằng này giáp nó trâu vậy? Bắn như vậy mà nó không mỏm luôn. Mày ra đây nào. Trời, cái đậu xanh ra muống, bắn lên bắn xuống, bắn ngang ngang bằng dọc. Bãi mẹ hạ thằng nhìn này em ạ, mệt thật sự luôn đấy. Ok, sau khi sửa xong thì chúng ta lên xe. Ơ, vãi trưởng, what the hell, thằng nào cắn trộm vậy? Con xe của tôi còn đúng quặng máu rồi mà ông không tha, đúng là trẻ không tha mà già cũng không thương mà. Ông ra đây nào, ra đây nào em ơi. Chạy ra đây, xách cổ ra đây, ra đây, tôi xử thịt ông luôn. Nào, dựng kèo, ê, sao dựng được, what the hell, may quả đây nó không bắn vào đầu ấy, nó bắn vào da. Ui, hú hồn luôn, tí nữa thì mói mày em ạ. Cuốn máu cho đẩy ra, thôi xong rồi, bo đang thu rồi. À không, mình đang trong cái bo không lo lắm. Nào, vừa nãy giờ ông bắn tôi đúng không? Tôi chín quả bóng keo này tôi dựng đến sáng mai luôn. Ông không phải xoắn nhá. Ông gặp tôi coi như là gặp thánh rồi. Ra đây, nào ra đây, chạy à? Chạy đâu bạn ơi? Ô, không vươn vào đầu à? Không vươn vào đầu à? May mà dựng cái quả bóng keo tay nhanh hơn não nhá. Không là quả đấy ông móm chắc với tôi rồi. Này để tôi xem đâu, xem có lựu đạn hay không nào. Mày ra đây, mày cứ đúc sau cây đây. Mày cứ đúc sau cây. Ui, vươn vào đầu nữa rồi. Ui trời anh em ơi, thì cái gì chưa? Nó bảo rồi mà, dám ba thanh niên này cắn trộm mình đâu có cửa đâu. Đang bảo gặp những cái bộ đồ Spiderman là anh em phải né né ra nhá. Cứ ở gần đây là nó bắn cho không chịu phát nào em ạ. Đây là mình chứ là ai nữa. Ok, bông keo này, lấy bông keo luôn, hợp lý luôn em ạ. Đó, sổi ôi, tuyệt vời mặt trời luôn. Ok, và bây giờ thì chúng ta có lẽ là sẽ đi kiếm xe để chạy khỏi khu vực này. Ô, chú mặt kìa, ôi, thanh niên đang ngồi kìa. Cắn gió. Trưởng, tôi ra mù mắt ta đi. Xong rồi, sorry anh em, lại thêm một cái pha mù mắt nữa rồi. Không sao, mình sẽ dùng dao găm mình phá luôn cái quả bóng keo luôn nhá. Lào cầm AK vút vào đầu nó mà chạy đâu. Mày chạy đâu, sồi ôi. Anh em thấy cái gì chưa, đã bảo rồi mà. Tuyệt vời mặt trời, tuyệt cú mèo luôn. Đấy, thế là chúng ta lại xử thêm một thanh niên nữa rồi. Vậy là trên bản đồ chúng ta chỉ còn duy nhất là 3 thanh niên cuối nữa thôi. Chỉ còn 3 thanh niên cuối là chúng ta đã có thể giành top 1 trong cái ván đấu này rồi anh em ạ. Rất là đơn giản luôn. Nào được rồi, bây giờ chúng ta sẽ gọi là nhìn xung quanh 360 độ giờ xem có thằng nào đang chạy hay không anh em nhá. Gọi là anh em mà không để ý cái là đôi khi là cũng sẽ có một thằng nó loay đầu ra, nó định cắn trộm anh em ấy. Nên là chúng ta nên đề phòng 24/7 anh em ạ. Kể cả lúc ngủ là các bạn cũng phải lên mở mắt ra, mặc dù là các bạn không muốn em ạ. Em ạ, còn thú. À đây, tôi thấy bò lạc rồi, biết ngay mà. Thằng nào chẳng có thằng mà nó canh bò nó chạy. Mày canh bò mày chạy à? Chạy à, chạy đua không? Tôi bắn được ông yếu rồi, thằng này đang ngồi cuốn máu này. Ê, đây này, bò ơi, đừng thu nữa mà bò ơi. Trời ơi, bò thu cái này có mà chết người à. Tôi dừng sử dụng cái trang bị dao găm rồi mà méo thế là mà chạy được tiến với tới với cả cái vòng bòi luôn, kiểu thách đố nhau ấy, ép thêm cả tính năng Kelly nữa rồi. Vậy thế này cũng được rồi, để tôi cố gắng tôi chạy vào phía bên trong luôn nhá. Chứ để cái tình hình như này là không ổn đấy em ạ. Chạy vào trong thật là nhanh nào, rồi ơi. Mà may mà còn có vài cái ông cứu thương ấy, không quả đấy mình nằm đất là cái chắc rồi em ạ. Hú ổn, tí nữa để chết. Ok, cuốn vào đây đã nhá, được luôn em ạ. Nào. À đây rồi, căn dọa chú luôn. Tinh, bình dầu. Quá là đơn giản luôn em ạ. Vậy là trên bản đồ chúng ta chỉ còn duy nhất thanh niên cuối thôi. Xử nốt thanh niên cuối là chúng ta đã có thể là giành top 1 trong cái ván đấu này rồi. Nào. Ơ, mình nghĩ là quanh đây khả năng cao của người. À, tôi à đây, thấy gì chưa, định dình nhện nà. Định dình nhện nhỏ à? Ông định dình tôi à? Không có cửa đâu ông ơi. Ông định dình tôi là ông sai rồi, ông phải xin lỗi tôi ngay nhá. Và bây giờ anh em biết là cái chiến thuật của mình sẽ là gì không? Là mình sẽ mở cái máy quét mini drone lên. Đấy, lúc nào là mình cũng phải giữ cái trang bị mini drone để dành cho những cái vòng bò cuối cùng. Đấy, em biết tại sao không? Chúng ta sẽ, khi mà chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ biết được rõ cái vị trí của cái địch ở chỗ nào anh em ạ. Trời ơi, cái vòng bò này thu chỗ tôi là thằng này nó chết là cái chắc rồi. Nó sống làm sao được em? Em công nhận một điều không? Ôi giời ơi, nó thu ở vòng bò chỗ mình thế này thì chắc chắn là thanh niên này sẽ phải dâng lên phía trên thôi. Và một khi thanh niên này dâng lên phía trên nhất, chắc chắn là thanh niên này sẽ xanh cỏ với mình luôn. Không thể nào mà sống được, mình đang có cái lợi thế ở trong cái vòng bò mà. Mình sẽ không phải di chuyển đâu anh em ạ. Nào, ra đây. Đây, tôi còn một cái mini drone cuối cùng này, sử dụng luôn này.
anh em đứng sử dụng cho cẩn thận nhá, không tí nữa là loại bay ngược lại có mà toàn lắm anh em ạ. Úi giời. Phải trưởng cái video đôn to bằng cái vòng vo cả, to bằng cả cái vòng vo cuối cùng luôn em ạ. Sợ phải trưởng. Nào, tôi thấy ông ở phía gì này rồi, không phải trốn đâu. Trời ơi. Cứ gọi là mỡ chéo miệng mèo này. Đây bắt đầu dâng lên rồi đấy. Đây cái thời khắc của ông rồi. Thời khắc ông sẽ phải gọi là trả giá đây em ơi. Nào ra đây. Úi giời ơi, dựng ông keo ra định níu kéo sẽ sống à? Quả là ông chết là cái chắc rồi chứ ông sống làm sao được. Ra đây. Nó có níu kìa. Tí nữa mất tốc em ạ. Sợ bay đái. Mày ra đây nào. Mày ra đây, tao đố mày ra đây luôn. Úi giời, về vào đầu nó chưa chết nào. Trời ơi. Chưa chết mới là lạ rồi đấy em ạ. Ok, và nếu như anh em thấy video mình hay ấy, anh em đừng quên là để lại giúp mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube kẹo giúp mình cho anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em trong những cái video sau.